Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token HCT đến từ sàn Hurricane Swap. Đây là một phiên bản testnet nha bạn, nó sắp sửa ra mainnet nha bạn. Thì con này nó được chạy trên nền tảng của Avalanche nha bạn. Thì mạng Avalanche nó tới có 3 chain nha các bạn. Thì mình làm testnet là mạng Avalanche nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần copy cái phần link chainlist nha các bạn. Các bạn connect mạng Avalanche testnet của nó vào với MetaMask các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể nhập thủ công nha các bạn. Thì ký hiệu tên một đẩy phần link mô tả đó. Mình copy cái phần link chainlist thì mình dán vào cái trình duyệt. Mình thì phải làm testnet nha các bạn. Sau khi vào thì các bạn chỉ việc nhấp vào mũi tên nha các bạn. Sẽ đứng máy ta. Rồi các bạn tìm từ khóa Avat các bạn. Thì nó ra một phiên bản là Avat Chain Testnet này các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha các bạn. Để mình chấp nhận các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập vào connect xong rồi bạn bấm vào một add network các bạn thì các bạn sẽ áp được cái mạng Avalanche testnet này các bạn. Avalanche testnet này các bạn. Sau khi các bạn áp được mạng Avalanche testnet ở trên MetaMask các bạn xong thì các bạn copy địa chỉ ví này nè các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào cái phần link các bạn yêu cầu phí mạng Avalanche để mình đi testnet này các bạn. Các bạn nhập vào này các bạn. Rồi, các bạn chỉ việc dán cái địa chỉ đi vào đây thôi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn chọn lớp tra ống khối nha. Rồi các bạn bấm xác minh thôi các bạn. Muối quật đồi. Xe đạp. Ui tệ, lướt cấp trao hoài không xong ta. Rồi ok. Thì các bạn bấm vào request 5 Avat nè các bạn. Rồi ok sorry. Rồi đây mình đi cầu lại các bạn. Mình đi cầu chưa thành công nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào request nè. Rồi ok, sau khi các bạn bấm vào refresh xong thì các bạn chờ cũng khoảng 1-2 phút nữa các bạn. Thì tôi cần mạng testnet Avat nó sẽ về ví cho các bạn nha các bạn. Rồi thì hiện tại nó đã về ví mình là 5 token Avat hệ testnet các bạn. Rồi sau đó các bạn copy cái phần link testnet để sàn các bạn copy sàn Hurricane Swap để mình đi vào testnet nha các bạn. Các bạn copy nè. Rồi các bạn đây thì mình làm ở trên trình duyệt wiki browser nha các bạn. Rồi các bạn gỡ nè. Internet thì khá là đơn giản các bạn. Thì các bạn chỉ việc tạo thành khoản rồi đi farm là được các bạn. Rồi sau đó các bạn vào connect nè các bạn. MetaMask. Các bạn connect với mạng Avalanche testnet nha các bạn để mình chấp nhận điều khoản. Kết nối. Kết nối. Rồi. Sau đó các bạn trở về sàn Hurricane Swap nè các bạn. Rồi sau đó thì bạn nhập cho ba cái cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào một swap nha các bạn. Rồi dòng thứ hai này thì các bạn chọn giùm mình token HSC nha các bạn. Mình sao mà nó chưa hiện nữa ta. Đáng lý có 5 token mà. À balance mình nè. Rồi các bạn điện giùm mình là 2 nha các bạn. Sao nó không hiện lên lâu quá. Các bạn chờ xíu các bạn, mạng mình nó lót yếu quá nên chưa thể swap được này. Rồi các bạn chờ chút xíu rồi các bạn bấm swap nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm swap này. Mất mạng hoài. Rồi các bạn bấm xác nhận nè các bạn. Mình swap 5 token, 2 token Avat qua HSC nha các bạn. Rồi sau đó bấm club nè. Sau khi swap xong thì các bạn chậm xíu nha các bạn. Sau khi các bạn swap xong thì bạn bấm qua liquidity nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một add liquidity nha các bạn. Đang mình đi farm các bạn. Rồi trên đây thì các bạn chọn Avat nè. Dòng thứ hai thì các bạn chọn là cái động HSC nè các bạn. Rồi dưới đây thì các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó chút xíu các bạn.
các bạn chọn mắt, các bạn bấm vào approve HSC các bạn. Để xác nhận các bạn. Rồi bấm xác nhận các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Nãy mình làm trên ấy được rồi. Cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi các bạn chờ xíu qua. Rồi sau đó các bạn bấm vào supply kia nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào config supply nè. Để mình xác nhận cái nữa các bạn. Rồi nha các bạn, rồi các bạn bấm config supply xong thì các bạn bấm close nè. Sau đó các bạn nhấp vào bao bạch cùng nha các bạn bấm vào một farm nè các bạn, mình đi farm các bạn. Khi vào phòng farm thì các bạn connect với các bạn, nhấp vào mục này nè các bạn. Rồi sau đây các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục edible các bạn, mình farm token HCT với Avat nè, bấm vào edible nè. Rồi để các bạn xác nhận các bạn. Rồi bấm xác nhận các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Đầu ta. Chờ nó xác nhận chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào Elable các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi bạn bấm vào Start nè. Tại mạng yếu quá. Rồi các bạn chọn mắt nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Config cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn chọn MetaMask cái nữa nè. Đây thì phiên bản testnet thôi. Các bạn cứ việc mà farm tập farm thoải mái nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bending người ta lót chậm quá. Rồi ok, mình đã hoàn thành phần farm nha các bạn. Thì cái mục harvest này là thu nhập của mình nè các bạn, thu nhập lãi của mình nè. Còn bạn nào muốn sửa tắt thêm thì bấm vào một cộng, còn muốn rút ra thì bấm vào dấu trừ nha các bạn. Rồi ok, như vậy video mình đã hướng mình rút luôn các bạn, bấm vào harvest nè. Rồi bấm vào config đi. Mình sẽ nhận được tóc cần HSC mạng internet liền luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bắt đầu. Rồi để mình qua mình trở về mạng với MetaMask của mình coi nó đã về tóc cần chưa các bạn. Ok, nó đã về 0.03 tóc cần HCT liền rồi các bạn. Mạng internet các bạn. Ok, vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.